Nhận định bóng đá Leicester với Man United. 0 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2021. Mục tiêu lúc này mà Leicester City hướng tới là cán đích trong vị trí thứ tư. Bên cạnh đó, đội bóng này vẫn còn cơ hội ở đấu trường FA Cup. Việc phải chạm trán với Manchester United lúc này là nhiệm vụ không dễ dàng đối với đoàn quân Brendan Rodgers. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua, Leicester dần lấy lại được phong độ. Hai vòng đấu gần đây, bầy cáo thi đấu khá tốt khi giành chiến thắng cả hai trận. Cả hai thắng lợi của Leicester City diễn ra ở giải ngoại hạng Anh. Màn trình diễn của Manchester United trên sân khách vừa qua chấp nhận được. Quỷ đỏ giành được 2 chiến thắng và hòa 3. Hai chiến thắng của Red Devils diễn ra trước những đối thủ được đánh giá khá mạnh. Bên cạnh đó, đoàn quân Ole Gunnar Solskjaer cũng trải qua 2 trận hòa không bàn thắng. Sau chuỗi 3 trận thua kèo, Leicester City cũng giành được cho mình 2 chiến thắng. Dường như, bầy cáo không có được kết quả tốt ở tỷ lệ cược 0 giờ 1 phút/2 khi họ để thua cả 2 trận. Thành tích ăn cực của Man United không vượt trội so với đội chủ nhà. Manchester United giành được 3 chiến thắng và thua 2. Đội bóng thành Manchester giành được 2 thắng lợi ở tỷ lệ cược 0 giờ 1 phút/4 theo nhận định của chuyên gia. Dự đoán của chuyên gia, chọn cửa Manchester United. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.75. 7 bàn thắng mà hàng công của Leicester City đã ghi được sau 2 trận vừa qua. 5 trong số đó được các học trò của đoàn quân Brendan Rodgers thực hiện trên sân nhà. Hàng phòng ngự của đội chủ sân King Power thi đấu chắc chắn khi giữ sạch lưới cả 2 trận. Trong khi đó, Manchester United chỉ có được 2 pha lập công. Hàng thủ của Quỷ đỏ cũng cho thấy sự chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn và giữ sạch lưới 1 trận. Chọn xỉu.